Chuyện là một là sống bình an sẽ do Thượng tọa Tề Siêu dẫn giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta đang như tâm nghiệp lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bức Thai Giá. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, vật ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hưởng thượng, trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc Thế Diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng dẫn nhập bài pháp thoại ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài. Kính trình Thượng tọa Minh Hạnh, cảm ơn cô Nguyên Sức. Nam mô Bức Thầy Giác, kính đảnh lễ Thượng tọa Tự Siêu, đảnh lễ chư Tâm Đức. Xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, mặc dù chúng ta biết rằng cái gọi là sự bình an thì nó luôn luôn có tất cả tương đối. Ví dụ như là mình lái xe trên xa lộ hay là mình ở trong nhà hoặc giả những nơi mình đến mà nơi đó an toàn, mình không bị xâm hại. Vì thứ gì, tất cả mọi nơi, mọi phương tiện, nó đều có cách là tương đối hết. Nhưng mà có một điều chúng ta ít khi để ý đến là an toàn đó. Nó không đơn giản chỉ là một cái nơi chúng an toàn hay là đời sống được bảo vệ, mà nó còn có cái yếu tố của tâm lý, nó còn cái yếu tố của nghiệp báo. Đây là một điều rất lạ, là cái người làm ác đó, thấy họ hung hăng như vậy mà họ lại không có cảm giác trong. Và trong phương diện nghiệp báo đó, thì cái người làm ác đó tạo ra một cái cơ hội để cho quả nghiệp bất thiện trong quá khứ để trổ sanh. Dù là trên phương diện tâm lý hay trên phương diện nghiệp báo, thì thưa quý vị, phương diện nào cũng nhấn mạnh đến yếu tố hiện thiện. Đó là cái ý nghĩa mà tất cả chúng ta cần chiêm nghiệm. Chúng tôi muốn mời quý Phật tử nghe bài kinh ngày hôm nay bằng cái sự lắng động tâm tư để nghe Phật ngôn, và sau đó thì chúng ta sẽ nghe lời giảng dạy của Thượng tọa Tuệ Siêu. Thưa quý vị, hôm nay là ngày giảng của Thượng tọa Tuệ Quyền, nhưng Thượng tọa vì lý do sức khỏe đã cung kính Thượng tọa Tuệ Siêu để đi khuyết. Rất là hoan nghỉ Thượng tọa Tuệ Siêu đã đi khuyết. Mời Phật tử mời quý sư đọc cho phần chánh kinh. Chúng con kính tri ân Thượng tọa Giác Đẳng, con xin đọc chánh kinh.
Sống hiền thiện là sống bình an. Kinh Attarakhita, Attarakhita Xuất Tăng, chương 3, tương ưng, Cô Xá Lá, phẩm thứ nhất. Cái vị chư vua chúa thường tạo cho mình sự an toàn qua các lực lượng phòng vệ. Thật là điều thú vị khi một vị vua có binh hùng tướng mạnh như vua Pasenadi lại có thể khởi sanh ý nghĩ rằng một người không biết gìn giữ sở hành là người không biết phòng vệ bản thân. Đức Phật vốn là một quân vương từ bỏ ngai vàng sống kiếp sa môn. Có những lúc Đức Phật sống trong rừng sâu núi thẳm một mình, Ngài tự nhủ với chính mình là đời sống cá nhân với ba nghiệp vô hại, thanh tịnh, thì không có gì phải sợ hãi. Chỉ có những bậc đại trí mới nhận ra sức mạnh của đời sống hiền thiện. Kinh văn: Ở tại Sawatthi, ngồi một bên vua Pasenadi, nước Kosala, bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi con đang ngồi yên tĩnh một mình, tư tưởng này khởi lên nơi con. Đối với những ai tự ngã được bảo vệ, đối với những ai tự ngã không được bảo vệ. Và rồi bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: những ai thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, những người ấy không bảo vệ tự ngã. Dù cho họ được tượng binh bảo vệ, hay được mã binh bảo vệ, hay được xa binh bảo vệ, hay được bộ binh bảo vệ, đối với những người ấy, tự ngã không được bảo vệ. Vì cớ sao? Vì sự bảo vệ như vậy là bảo vệ ở ngoài, không phải sự bảo vệ bên trong. Cho nên, đối với những người ấy, tự ngã không được bảo vệ. Và những ai thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện, những người ấy bảo vệ tự ngã. Dù cho họ không được tượng binh bảo vệ, hay không được mã binh bảo vệ, hay không được xa binh bảo vệ, hay không được bộ binh bảo vệ, đối với những người ấy, tự ngã được bảo vệ. Vì cớ sao? Vì sự bảo vệ như vậy là sự bảo vệ bên trong, không phải sự bảo vệ bên ngoài. Cho nên, đối với những người ấy, tự ngã được bảo vệ. Từ đoạn này đến cuối bài kinh là lời Đức Thế Tôn xác nhận sự đồng thuận của Ngài bằng cách lặp lại những lời vua Pasenadi. Nhưng bản dịch không ghi rõ, bản hiệu đính dịch lại lời của Đức Phật cũng được xem lại dịch lại lời vua Pasenadi. Đúng như vậy, này đại vương, những ai làm ác hạnh qua thân, khẩu, ý là khiến chính mình không được bảo vệ. Ngay cả người đó được phòng hộ bởi tượng binh, bộ binh, kỵ binh cũng không được bảo vệ chính mình. Vì sao vậy? Vì đó chỉ là bảo vệ bên ngoài chứ không phải bảo vệ bên trong, nên gọi là người không được bảo vệ. Trái lại, những người có sở hành hiền thiện qua thân, khẩu, ý là người biết bảo vệ chính mình. Ngay cả người đó không được phòng hộ bởi tượng binh, bộ binh, kỵ binh cũng được xem là bảo vệ chính mình. Vì sao vậy? Vì đó là bảo vệ từ bên trong hơn là chỉ bảo vệ bên ngoài, nên gọi là người được bảo vệ. Lành thay bảo vệ thân, lành thay bảo vệ lời, lành thay bảo vệ ý, lành thay tổng bảo vệ, kẻ liêm sĩ bảo vệ, tổng quát và khùng khắp, vì ấy có tên gọi là vị được bảo vệ. Bản hiệu đính: tốt thay khéo gìn giữ để thân không làm ác, tốt thay khéo gìn giữ để thân không nói ác, tốt thay khéo gìn giữ để ý không nghĩ ác, phòng hộ với tất cả quả là điều tốt lành, sống lương thức cẩn trọng là người được hộ trì. Kayena Sangwaro Sathu, tốt thay hộ thì chân thân là không làm ác. Sathu Wachaya Sangwaro, tốt thay hộ trì khẩu không nói ác.
Manasa Sangvarosathu, tốt thay hộ trì ý, không nghĩ ác. Sathu Sapattha Sangvaro, tốt thay gìn giữ tất cả. Sapattha Sangvito Lachi, người có lương thức cẩn trọng trong tất cả sở hành. Rakhi Tô Tí Pachukvatiti, gọi là người được hộ trì. Thích nghĩa: từ ngữ Lachi hàm nghĩa liên tri, lương thức, lương tâm, chỉ cho thái độ sống có nguyên tắc, cái gì nên hay không nên làm. Trong kệ ngôn của Đức Phật, những chữ Sangvaro Sathu, lành thay khéo gìn giữ, được lặp đi lặp lại nhiều lần như những điểm nhấn bên trong bản hiệu đính, dịch thành trọn câu, lặp lại nhiều lần để chuyên chở khí chất của câu văn. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu hiệu đính và biên soạn giáo trình Tỳ Kheo Giác Đẳng. Và thưa chánh kinh đến đây đã kết thúc. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu giảng giải bài học ngày hôm nay. Chúng con cung kính thỉnh Ngài. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng, kính chào Thượng Tọa Giác Đẳng cùng chư Tôn Đức và Trung Phương, kính chào quý bà quý cô tu nữ và chư Phật tử, kính bạch quý đại với thương vị. Hôm bữa kia chúng ta học bài kinh gọi là Vijasutta, là thân ái. Vua Basi đã đi cũng đã thuộc lại với Đức Phật về cái sự suy nghĩ của mình. Một người mà thân làm ác, khẩu làm ác, ý làm ác, thì người đó không phải là thương chính mình. Chỉ có người nào thân làm thiện, khẩu làm thiện, ý làm thiện, thì mới gọi là thương chính mình. Và hôm nay chúng ta học cái bài kinh Atta Arahita Sutang, là tự bảo vệ hay là bảo vệ chính mình. Nhưng ở đây trong cái bản dịch thì để là bảo vệ tự ngã hay là tự ngã được bảo vệ. Thì một lần nữa chúng tôi cũng xin trình bày quý vị là chữ Atta không nên lúc nào cũng dịch là tự ngã. Bởi vì làm như vậy thì đó tạo nên cái sự phản cảm hay là hiểu lầm cho cái người học, người đọc. Và ở đây thông thường thì chúng ta phải hiểu cho Atta là bản thân. Bản thân hay là chính mình, tự mình. Thì như vậy nó mới tốt. Hôm nay thật là thú vị khi mà chúng ta được biết qua cái bài kinh này một vị vua như vua Vasenadi, là một người
có quyền lực trong quốc độ và có binh hùng tướng mạnh, luôn luôn lúc nào cũng bảo vệ cho nhà vua. Thế nhưng nhà vua lại là người có trí tuệ theo pháp, nên vua đã suy nghĩ cái cách suy nghĩ rất đúng đắn. Và khi Đức Phật nghe nói như vậy thì Ngài cũng xác nhận là cái sự suy nghĩ của vua là đúng. Bởi vì ngay chính như Đức Phật khi còn là vị Bồ Tát chưa thành bậc chánh đẳng chánh giác, lúc mà Ngài khổ hạnh ở rừng sâu, lúc đó Ngài cũng đã khởi lên cái ý nghĩ để tự trấn an mình. Trong khi cảnh núi rừng quang vắng, tối tăm lạnh lẽo và có nhiều cái mối đe dọa, thú dữ, độc trùng và phi nhân, ma quỷ, thì sẽ khiến cho những người, những kẻ phàm phu tâm còn phiền não và có thân hành ác, khẩu nói lời ác, ý suy nghĩ ác, họ có cái sự run sợ lông tóc dựng ngược. Thì Đức Bồ Tát Ngài đã suy nghĩ, Ngài tự nhủ với chính mình là đời sống cá nhân với ba nghiệp bất hại, trong sạch thì không có gì phải sợ hãi. Cho nên khi mà vua Pasenadi thuật lại với Đức Phật nghe về cái suy nghĩ của mình ở trong nơi thanh vắng, thì Đức Phật này đã xác nhận như vậy là phải. Thưa đại vương, những ai làm thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh, bản thân của người đó không được bảo vệ. Vì sao vậy? Bởi vì cái sự bảo vệ bằng tượng binh, mã binh, xa binh và bộ binh, đó chỉ là cái sự bảo vệ bên ngoài, nó không có được bảo vệ bên trong. Ở đây cũng nhắc thêm cho các Phật tử chúng ta, ở trong kinh có đề cập đến những cái từ như là tượng binh, mã binh, xa binh và bộ binh. Bốn loại binh chủng này thời xưa các vị vua chúa có sức mạnh về quân sự thì có bốn loại binh chủng đó. Tượng binh tức là cái đội binh dùng những con voi chiến được huấn luyện tấn công quân địch. Bởi vì voi là cái loài có sẵn
Để được huấn luyện, nó dùng vòi và ngà, và nó có thể tấn công quân địch. Cho nên gọi là tượng binh. Tượng binh thì không có đi nhanh được, còn mã binh tức là kỵ binh, tức là dùng ngựa đánh trận, cởi lên lưng ngựa, có thể chạy đường xa, có thể ngồi lên lưng ngựa và cầm cái vũ khí cán dài để mà chiến đấu với quân đội, với quân địch. Cho nên cái đội quân mà sử dụng ngựa thì gọi là mã binh. Còn xa binh đó là dùng xe. Mặc dù thời xưa xa binh không phải như xe tăng bây giờ, xe tăng, xe thiết giáp bây giờ thì nó tốn tân, chạy nhanh và nó chắc chắn. Còn xa binh hồi xưa đó, thưa quý vị, đóng một thùng xe, rồi có bánh xe bằng gỗ, rồi do ngựa kéo, ở trên đó có thể chở được nhiều lính, và tối tân hơn đó, xem như là tối tân hơn là ở chỗ cái trục xe đó. Thay vì cái trục xe, cái đầu trục xe chỗ các cái cắm xe đó để tròn lẳng, còn đằng này thì họ cho nhún ra khoảng chừng 5 tấc và vuốt nhọn, họ bọc bằng đồng, và nó cũng tạo nên một cái khí giới. Khi mà xe lao tới thì khi mà quân địch nó chặn đường, chỉ cần lướt sát qua thì nó làm gây thương tích ở dưới chân của địch quân. Cái này cũng lợi hại lắm, thưa quý vị. Rồi đội binh thứ tư là bộ binh, là dùng lính đánh bộ, chạy bộ. Cái đó là phải dùng tới số đông. Cho nên tượng binh, mã binh, sa binh, bộ binh là 4 loại binh chủng của các vị vua thời bấy giờ. Thật ra đọc ở trong bài kinh chúng ta được nghe nhắc đến đó, thì chúng ta phải hiểu như vậy. Và thưa quý vị, trở lại vấn đề đó, thì ở đây chúng ta đã hiểu rồi. Là một người như là đức vua chẳng hạn, hay là các vị tướng soái, có người bảo vệ, hay là bây giờ những yếu nhân đi đâu cũng có vệ sĩ để bảo vệ. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng cái này là bảo vệ bên ngoài. Bản thân của người đó khi sống với tâm ác, với cái lời nói ác và ý suy nghĩ ác, tâm tư của người ấy sẽ bị ám ảnh, đau khổ, dai dứt. Và một khi
cái sự già, cái sự bệnh nó xảy đến, và sự chết kề cận, thì không có một ai có thể bảo vệ được. Bởi thế mới có câu nói rằng Atano loko adiphisaro, đời là vô hộ vô chủ. Tôn giả Rathapala ngài đã giải thích ý nghĩa này cho vua Kuraya nghe rằng mặc dù đại vương được binh hùng tướng mạnh bảo vệ bên ngoài, nhưng mà khi đại vương bị bệnh hoạn, cảm thọ khổ khốc liệt, đau nhức toàn thân, lúc bây giờ đại vương có phải chăng đại vương phải chịu một mình, chịu cảm thọ một mình, không ai chia sẻ được, không ai bảo vệ được, phải chăng? Thì vua Kuraya đã trả lời và đúng như vậy. Thì tôn giả Rathapala ngài mới xác nhận rằng chính chỗ đó mà Đức Thế Tôn bậc kiến giả trí giả đã nói đời là vua vô hộ vô chủ. Và thưa quý vị, khi một người làm thân ác, khẩu ác, ý ác, chính do nguyên nhân này, sau khi người đó mệnh chung sẽ phải sanh vào những khổ cảnh, khỏi bất hạnh, abaya phù mỹ, như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula. Thì dù cho người đó là một vị vua có đủ bốn loại binh chủng bảo vệ khi vua còn sống, nhưng mà vì vua đã tạo những ác nghiệp về thân người khẩu vĩ, cho nên khi mệnh chung phải tái sanh vào cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula. Thì dù cho có binh hùng tướng mạnh cũng không có theo để bảo vệ vua đó được. Mặc dù các vị vua thời phong kiến như vua Tần Thủy Hoàng chẳng hạn, đã chết rồi mà còn di chiếu lại là hãy chôn sống theo quân đội, chôn sống theo vua là những quân đội. Sau này người ta thấy làm như vậy thì nó hao hớt quá, và có vẻ nó không có tốt, cho nên người ta mới cho những thợ gốm đúc thành hình tượng của quân lính, của quan quân, đưa vào trong cái lăng tẩm để mà giống như bảo vệ cho vua vậy. Cái đó cũng chỉ là hình thức thôi thưa quý vị. Cho nên người Phật tử chúng ta phải hiểu rằng là cái sự phòng hộ hay là cái sự thu thúc về thân, thu thúc về khẩu, thu thúc về ý, gọi là sankhara, khà dê nó sankhara, vajaya sankhara, sankhara, manasa sankhara. Như vậy nó sẽ là tốt. Thì ở đây đó, khi mà người Phật tử chúng ta sống, làm các cái thiện pháp, tạo cho mình cái phước báo làm chỗ nương tựa, đó chính là bảo vệ lấy mình.
Ở trong Pháp Cú Kinh, Đức Phật Ngài có dạy rằng Atta nan che piyan chanya rathiye năng surathi tăng tin năng anh nhớ tarang gia măng và tin chắc gây giúp bạn đi tù. Nếu biết mình là thân ái, là đáng yêu, thì hãy khéo bảo vệ mình. Người trí trong ba canh hãy luôn sống tỉnh thức. Ý nghĩa bài kệ đó mà Đức Phật đã dạy trong Pháp Cú Kinh nó cũng gần có ý nghĩa như là ở trong bài kinh ngày hôm nay. Và trong cái bài kinh trước đó, là nói về tự mình nghĩa là yêu chính mình, thương yêu chính mình. Thì bài kinh ngày hôm nay là nói đến cái sự khéo bảo vệ mình. Cho nên cái bài kệ Pháp Cú mà Đức Phật đã dạy, bài đó chúng ta, bài kệ đó chúng ta áp dụng luôn cả ý nghĩa của hai bài kinh Vijjasuttang và Atarakhitasuttang. Ở đây thưa quý vị, trước hết nếu biết mình là nơi thương yêu, bởi vì như ý chỉ của Đức Vua Vasenadi và Hoàng hậu Melika, Hoàng hậu Melika đã nói với Đức Vua, trả lời cho Đức Vua Vasenadi khi mà Đức Vua hỏi Hoàng hậu yêu ai nhiều nhất. Vua nghĩ rằng là Hoàng hậu sẽ lấy lòng vua và sẽ nói rằng thiếp thương yêu đại vương nhất, vợ yêu chồng. Nhưng mà thay vì trả lời như vậy thì Hoàng hậu đã trả lời theo Pháp: thiết thương chính bản thân mình nhất. Vua nghe như vậy, vua không được vui. Hoàng hậu Melika biết vua không vui nên mới hỏi lại: vậy thì theo đại vương thương yêu ai nhất? Thì Đức Vua cũng trả lời rằng trẫm cũng thấy mình là đáng yêu nhất, đáng thương yêu nhất. Nhưng mà ở đây thưa quý vị, chúng sinh ở đời vì thiếu trí tuệ cho nên họ vẫn biết rằng bản thân họ yêu thương, họ yêu thương bản thân nhất, nhưng mà họ lại không có khéo bảo vệ. Khi mà họ thương chính bản thân họ, bọn họ chiều theo cái dục vọng, họ sống với thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh, thân sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, khẩu nói dối, nó đâm thọc, nó độc ác, ý tham lam, sân hận và tà kiến. Thì như vậy xét sanh ra từ để sắc nó trở lại ăn mòn thánh sắc. Người đó nghĩ rằng mình thương mình, nhưng mà do làm các ác nghiệp cho nên phải bị quả diệt thục đắng cay đời sau, tự mình đào hố chôn chính mình,
tự mình đốt bằng tay của mình bằng cách là gây cái ác nghiệp. Trong khi người trí biết thương yêu chính mình và họ làm những cái hành động thiện, thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh, từ bỏ ác hạnh về thân, về khẩu, về ý. Cái này gọi là Surakhitam, tức là khéo bảo vệ. Ở đây tại sao khi mà mình sống thu thúc về thân, thu thúc về khẩu, thu thúc về ý, không cho làm các điều ác, gọi là khéo bảo vệ? Là bởi vì người mà tạo các ác hạnh, một khi thần chết đến thì họ hốt hoảng sợ hãi và họ phải bị tái sanh vào những cảnh giới khổ đau mà không thể làm gì được. Trong khi đó thì một người sống hiền thiện biết hễ sanh làm người thì trước sau cũng phải chết. Cho nên lúc còn sống thì người này đã gìn giữ thân khẩu ý, hành thiện. Nên khi mà thần chết hiện về, họ đứng gần, họ đang ở gần cái ngưỡng cửa thần chết, thì tâm của họ bình thản, an nhiên, tự tại, vì rằng họ đã có cái sự bảo vệ bằng thiện pháp. Cho nên thương mình mà hành thiện là gọi là khéo bảo vệ chính mình. Và thưa quý vị, câu cuối của câu kinh pháp cuối kia đó, tinh năng anyatarang yamang patichak geyat panito, người trí trong ba canh luôn luôn sống tỉnh thức, cái tiếng mà gọi là ba canh là người ta nói đến cái thời gian được phân chia ở trong một đêm. Ở bên theo cái văn hóa của Trung Hoa và Việt Nam đó, thì một đêm tới năm canh, hai tiếng đồng hồ kể như là một canh. Nhưng mà ở bên Ấn Độ chỉ có ba canh. Canh đầu Prathamayaman là từ 6 giờ chiều cho đến 10 giờ đêm, 4 tiếng đồng hồ. Từ 11 giờ đêm cho đến 2 giờ sáng thì gọi là Madhyamayaman, là canh giữa. Và từ 3 giờ sáng cho đến 6 giờ sáng đó, từ 2 giờ đến 6 giờ sáng, 4 tiếng đồng hồ đó thì chúng ta gọi là Pachimayaman, là canh cuối. Nhưng mà trong bài kệ này và chú giải có giải thích thì chữ ba canh ở đây đó là ba canh của cuộc đời.
sinh ra ở đời và lớn lên trưởng thành cho đến 30 tuổi thì gọi là canh đầu, hay là cái thời thời trẻ. Từ từ 30 cho đến 60 tuổi đó thì gọi là cái thời trung niên, gọi là canh giữa của cuộc đời. Và từ 60 tuổi cho đến 90, 100 tuổi thì gọi là cái thời lão niên, là canh cuối của cuộc đời, tuổi xế chiều. Thì một đời người có ba canh, là thời trẻ, thời trung niên, thời lão niên. Thì ở đây người trí, trong cái thời trẻ cũng sống tỉnh thức. Chữ sống tỉnh thức ở đây, chữ Patichagya, Patichagya là chúng ta phải hiểu là Kaji nó sang vào rô cha rập tí. Là thu thúc thân, thu thúc khẩu, thu thúc ý. Nghĩa là có cái sự chế ngự thân ác, khẩu ác, ý ác, và làm thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện. Thì như vậy gọi là, gọi là sống tỉnh thức ở trong canh đầu. Nhưng mà trễ qua cái canh đầu á, tức là cái thời trẻ mà không biết tu tập, thì ít ra trong cái canh giữa của cuộc đời là cái thời trung niên đó, là biết rằng mình đã phí mất một cái thời gian tuổi trẻ không có tu tập. Thì thôi bây giờ đến thời trung niên vẫn còn sức lực thì ráng lo nỗ lực tu tập. Thu thúc phòng hộ thân khẩu ý. Gọi là sống tỉnh thức ở canh giữa. Cho đến cái thời lão niên, khi mà mình đã bỏ qua cái thời trẻ, thời trung niên, bây giờ đến cái thời lão niên, mình cũng phải ý thức, mình phải nhận thức được cái cuộc sống mình chỉ còn lại cái khoảng thời gian không bao lâu. Mình phải có cái chỗ nương tựa, phải tự bảo vệ chính mình bằng cách là trong cái thời lão niên lo tu tập. Thì dù cho đợi đến cái thời lão niên mới tu tập thì cũng gọi là muộn, nhưng mà còn đỡ hơn là một người bỏ qua ba canh của cuộc đời từ khi sinh ra cho đến khi chết, không có biết tu tập gì cả, không có biết thúc liễm thân khẩu ý. Thì như vậy người này bệnh chung sẽ sanh về cảnh giới đau khổ. Người đó hoàn toàn không có, không có cái gì để bảo vệ bản thân. Còn nếu như mà một người mà đã tu tập vào cái canh giữa của cuộc đời, hay là cái canh đầu của cuộc đời, là lúc tuổi trẻ còn niên thiếu, hay là thanh niên, cái thời thanh thiếu niên mà mình tu tập được thì nó tốt quá thưa quý vị. Cho nên cái quan niệm này thì chúng ta phải hiểu rằng
Ở trong Phật giáo nguyên thủy Đức Phật ngài dạy như thế. Bây giờ mà chúng ta ra ngoài miền Bắc á, người ta có cái quan điểm rất là lạ, là chùa chiền là nơi mà các cụ già được đi chùa, đi lại cầu nguyện, cầu phước. Nhưng mà tuổi trẻ thì không cho. Mãi đến cho đến bây giờ đó, thì khi mà các vị sư ở trong Nam mà ra ngoài đi hoằng pháp đó, thì mới bắt đầu dạy thuyết pháp cho họ nghe, huấn luyện thì lúc bây giờ mới có đó. Cái lớp trẻ tu tiêu thì không, hồi lúc ban đầu lớp trẻ không biết tu nữa, họ không dám, họ không dám tu, không dám đi chùa. Mình hỏi sao vậy thì họ mới nói cho nghe gì, nghĩa là đến cái canh cuối của cuộc đời mới được đi vào chùa. Cái quan điểm đó nó sai lắm thưa quý vị, cái quan điểm nó sai lắm. Thì dựa theo trong cái bài Kinh Pháp Cú thì chúng ta thấy rõ ràng là ở đây là Đức Phật ngài dạy là phải tu tập luôn cả ba canh của cuộc đời. Bởi vì tại sao vậy? Khi mà sinh ra là người, mạng sống này chúng ta không biết là chúng ta sẽ chết trong lúc tuổi trẻ hay là trung niên hay là lão niên. Cái chết không thể biết được, nó là bất định. Có năm điều bất định mà chúng ta phải nhớ. Cái sự bệnh tật là một điều bất định, không biết trước được là lúc nào mình bệnh. Như là sư Tuệ Quyền đâu có ngỡ rằng là mình bệnh đâu. Trong cái mùa Covid như thế này mà cứ đi lung tung chỗ này chỗ kia, cho nên bệnh là phải. Bây giờ chờ đó xét nghiệm, mình thấy cái hiện tượng đó. Cho nên mình đừng có ý lại, đừng có ý lại. Mình phải biết tự bảo vệ chính mình. Bởi vì cái bệnh nó xảy ra bất định lắm. Thứ hai nữa là cái thời gian chết cũng là bất định. Mình không biết là mình sẽ chết lúc nào. Chết trẻ hay chết trung niên, chết lão niên không biết. Chết lúc còn tuổi trẻ hay là lúc 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi luôn không? Chứ không biết được. Rồi cái nơi chết mình cũng không có biết được. Sanh ở trên bờ mà chết ở dưới nước, sanh ở dưới đất mà chết ở trên hư không, vừa đi máy bay bị tai nạn trên đó chết ở trên đó. Sanh ở trong nhà mà chết ở ngoài đường cũng có. Cho nên cái chỗ chết chúng ta bất định. Rồi cái cách chết cũng bất định. Mình không biết chết là do hết tuổi thọ hay là chết do nghiệp, hoặc là chết do bệnh, vân vân, mình không biết được. Và cái thứ năm nữa là hay cảnh giới tái sanh sau khi chết, đó cũng bất định. Mình không có thể quyết định được là tôi chết sẽ sanh về cõi trời, hay chết sẽ sanh về cõi phạm thiên, hay là chết sẽ sanh về cõi người, không biết được. Đâu có ai muốn chết sanh xuống địa ngục hay là ngạ quỷ xuất sanh Atula đâu. Nhưng mà chết vẫn sanh về đó. Cho nên cái cảnh giới tái sanh cũng là một cái bất định. Thì do vậy cho nên tốt nhất là chúng ta nên bảo vệ chính bản thân mình. Bảo vệ chính bản thân mình ở trong ba canh của cuộc đời. Ngài
Mahakala. Là một vị thư buôn rồi đi đến ở tại Savatthi buôn bán, gặp cái dịp tháp tùng theo dân chúng để đi nghe Đức Phật thuyết pháp. Nghe thuyết pháp xong phát tâm xuất gia, nhưng mà luật thì Đức Phật nói rằng người muốn xuất gia là phải có thân nhân cho phép. Nếu cha mẹ còn thì phải xin phép cha mẹ. Nếu đã có vợ con hay là có người thân nào đó, anh em, anh chị em chẳng hạn, thì phải xin phép người đó mới được, chứ không có tự mình quyết định. Thì ngài Ma Ca Lá mới nói rằng bạch Đức Thế Tôn, con còn người em là Ca Lá, để con về con báo cho nó biết. Về báo thì người em nói rằng: thưa anh, cha mẹ qua đời để lại tài sản cho anh em ta, bây giờ nếu như mà anh là huynh trưởng, quyền huynh thí phụ mà anh đi xuất gia bỏ lại tài sản thì em làm sao gánh vác nổi, cho nên anh ở nhà đi làm các cái công đức tạo phước cũng được, đến khi già rồi hả đi tu. Còn bây giờ anh còn khỏe mạnh, còn trẻ mà, nói trẻ chứ lúc đó ngày cũng là tuổi trung niên. Ngài Ma Ca Lá, ngài Ma Ca Lá ngài dứt khoát ngài nói rằng đừng đợi tuổi già mới xuất gia, vì tuổi già xuất gia đó, sức đã kiệt lực đã cùng, sự đau yếu triền miên nó làm cho trở ngại thực hành sa môn pháp lắm. Bây giờ anh còn trẻ, còn khỏe thì còn có thể thực hành sa môn pháp được, cho nên dứt khoát anh hãy cai quản cái tài sản này. Ngài cứng rắn, rồi người em cuối cùng cũng chấp nhận và ngài được đi xuất gia, chẳng bao lâu ngài chứng A-la-hán. Vậy thứ gì? Có cái câu người ta nói, người đời đó đã khuyên tu hẹn bốt hẹn mai như người khất nợ đêm ngày lo toan. Bây giờ khuyên tu đi thì nói rằng thôi để 5 năm, 10 năm nữa hả tu, hoặc là bây giờ còn làm ăn được thì tu đến chừng nào mà nghĩa là làm ăn không nổi nữa thì lúc bây giờ mới tu, hoặc bây giờ còn trẻ thì lo hưởng thụ, đợi đến khi mà không còn hưởng thụ được nữa thì lúc bây giờ hãy tu để phí thời gian, vân vân. Người ta thường hay có cái quan điểm như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta là những người có trí thì chúng ta phải biết rằng ở trong cái cuộc sanh tử luân hồi này không ai thương ta cho bằng chính bản thân mình. Nhưng mà nếu biết thương mình thì phải tự khéo bảo vệ lấy mình. Chúng ta không có ý đại nhờ vào người khác bảo vệ. Tôn giả Phát Đi Giác, ngài xuất thân là một vị vua, khi mà đi xuất gia trở thành một vị tỳ kheo và chẳng bao lâu ngài chứng được quả A-la-hán. Ngài cảm thấy bây giờ đời sống của ngài ung dung tự tại, an lạc,
Ngài đi đến ở chỗ nào, ngồi ở dưới một gốc cây, ngôi nhà trống chỗ nào, Ngài cũng thỏa thích và Ngài thốt lên Aho Sukhan, Aho Sukhan. Ôi hạnh phúc thay, ôi hạnh phúc thay. Các vị tỳ kheo khác ở kề bên nghe như vậy đó, lầm tưởng rằng là tôn giả Phát Di Giá mặc dù thân xuất gia nhưng mà tâm tư còn hoài tưởng đến cái hạnh phúc của thời làm vua. Các vị đó mới bạch lên Đức Phật. Đức Phật này cho gọi tỳ kheo Phát Di Giá đến nghe hỏi rằng, nghe nói có thật chăng khi ngươi ngồi ở đâu, đi đến đâu, ngươi cũng thường hay có lời cảm thán Aho Sukhan, Aho Sukhan. Bạch Đức Thế Tôn phải, sự thật là như vậy. Đức Phật hỏi nguyên nhân gì mà ngươi thốt lên như vậy? Thì tôn giả Phát Di Giá ngài mới trình bày với Đức Vua rằng, hồi con còn là một vị vua đó, ở trong nội cung đặt người bảo vệ, ở ngoại thành đặt người bảo vệ, ở trong nước đặt người bảo vệ, và ở biên cương đặt người bảo vệ. Đi đâu cũng có tiền hô hộ ủng bảo vệ, nhưng mà không lúc nào cũng cảm thấy thoải mái, an vui, luôn luôn lo sợ kẻ thù, luôn luôn lo sợ quần thần, những kẻ phản trắc có thể cướp ngôi, vân vân, có thể giết chết bất cứ lúc nào. Cho nên con không cảm thấy yên tâm. Nhưng mà kể từ khi xuất gia là một vị sa môn, là một vị tỳ kheo với tâm y quả bác, để đi đến đâu tâm cũng tự do tự tại. Và do vì không bị nung nấu bởi những cái phiền não tham sân si, cho nên con cảm thấy thật sự mới là an lạc, con mới thốt lên như vậy. Thì Đức Thế Tôn ngài xác nhận với chúng tỳ kheo rằng, tỳ kheo Phát Di Giá đã là bậc lậu tận giải thoát. Cái sự cảm nhận đời sống sa môn an lạc như vậy là đúng. Ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta có người bảo vệ, chúng ta tự cho rằng như vậy là an ổn. Nhưng trong khi đó thì người trí nghĩ sâu hơn chút xíu nữa thì họ cảm thấy rằng là dù có người bảo vệ, nhưng mà khi chính bản thân mình không biết tự bảo vệ bằng cách là tu tập những cái thiện pháp, những cái hạnh lành, từ bỏ những ác hạnh thời như vậy, không phải là bảo vệ chính mình. Cho nên ở bài kinh này thưa quý vị có một ý nghĩa rất là quan trọng, mà từ đó người Phật tử chúng ta phải hiểu được rằng là chúng ta phải tự bảo vệ lấy mình nó hay. Trong cái mùa Covid này, có những người Phật tử ở bên ngoài họ cái tâm họ cũng lo sợ, nhưng mà chúng tôi gặp, chúng ta hay khuyên họ, chúng ta có hai cái phao cứu sinh.
Một là chúng ta giữ vững cái niềm tin nơi Đức Phật giáo pháp như Chư Tăng, và chúng ta giữ vững cái niềm tin về cái con đường giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi này mình sẽ đạt tới. Khi mình có chiếc phao đó rồi thì tâm của mình không có sự lo sợ. Cái phao cứu sinh thứ hai nữa là ngày nào mình cũng cố gắng mình tạo được cái phước báo, tức là có sự tu tập. Bởi vì Punyani Parulukas Vinpatita Matipani năng, phước báo là chỗ nương tựa cho chúng sanh trong ngày vị lai, trong thế kiếp vị lai. Và Đức Phật này dạy rằng này các tỳ kheo, chớ có sợ hãi phước báo, vì phước đồng nghĩa với sự an lạc, công đức đồng nghĩa sự an lạc. Cho nên chúng ta cứ tu tập đi, cứ tạo cái công đức phước báo, thì như vậy chính cái đó là phao cứu sinh, chính đó là cái sức mạnh để bảo vệ cho bản thân mình. Còn bây giờ mà chúng ta cứ nơm nớp lo sợ dịch bệnh, rồi cái rầu rĩ áo não, lo âu sợ hãi, và không có chịu tu tập thiền định, không giữ giới, thì làm như vậy là chúng ta càng bỏ ngỏ để cho tử thần đến nhanh hơn chút xíu. Dần dần trong những cái bài kinh tương ưng Cô Sa Lá, chúng ta sẽ học rất nhiều điều bổ ích và thực tiễn ở trong đời sống tu tập của chúng ta. Cho nên chúng ta hy vọng rằng các Phật tử chúng ta hãy lắng nghe và nhớ biết để chúng ta thực hành tu tập. Không phải chúng ta nghe pháp là nghe cho có nghe, nghe lấy lệ, đêm nào cũng vào để nghe cho nó qua cái thời gian, không phải vậy. Mà mỗi một ngày chúng ta nghe pháp là chúng ta thu thập thêm những cái ý nghĩa Phật ngôn mà Đức Phật ngài dạy thiết thực để chúng ta sống một đời sống an lành. Thì hôm nay chúng tôi có một vài điều chia sẻ với quý vị qua bài kinh này, điền thuyết cho Thượng Tọa Tự Quyền. Bây giờ thì xin cung thỉnh Thượng Tọa Chấp Đẳng điều hợp cho cái phần thảo luận ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy. Sao kính trình từ tập siêu với pháp thoại vừa rồi. Và bây giờ thì có lẽ để từ tập tự siêu nghỉ vài phút và xin được hỏi từ tập tự siêu hai câu, sau đó rồi tỉnh từ tập đi nghỉ. Quý vị quan thị chờ chúng tôi một chút nhé. Xin được hỏi Thượng Tọa Pháp Đăng, không biết Thượng Tọa có
nghe được có thể trả lời cho cô thảo luận số một không? Nếu có trường hợp đang thì đó đang nghe, khi mà chúng ta nói rằng một người đó mà thân được hiện thiện, khẩu hiện thiện, ý hiện thiện, thì mình phải có cái sự phòng hộ, phòng hộ thân, phòng hộ khẩu, phòng hộ ý. Thì cái chữ tại sao để cho mình được được hiện thiện thì mình còn có sự phòng hộ. Cái phòng hộ đây là phòng hộ cái gì? Xin cái tỉnh thư tổ Hoa Kỳ giải rõ thêm về điểm này. Nếu mình nói theo như ngoài đời ấy, có những người mà họ trồng cây mít hay cây sầu riêng hay cây chôm chôm, cây bưởi mà ít bệnh là do họ họ đã bón phân hoặc là họ là thuốc rồi, thì những cái cây nó không có bị mối ăn hoặc nó không có bị nấm, thì chính vì họ có cái sự chuẩn bị trước nên cái cây đó nó quả trái tốt đẹp. Thì cũng như vậy, khi mình nói đến con người mình mà muốn tốt đó, thì mình phải phòng hộ. Cũng như người ta nói rằng mình ăn uống hay là mình thể dục thể thao thì cái sức khỏe của mình là sẽ tốt. Còn nếu mà mình không có những cái căn bản đó thì mình sẽ hay bệnh hoạn. Thì cũng như vậy, tâm nó cũng vậy thôi. Bởi vì nó là pháp hữu vi. Để mà hãy pháp hữu vi thì nó phải có trợ tạo. Cái người tốt thì cũng có pháp trợ tạo cho tốt, là phải có phòng hộ. Bởi vì thường thì mình có con mắt nhìn thấy cảnh sắc. Nếu mình không có phòng hộ con mắt á, thì tham chảy vào, sân chảy vào và si mê chảy vào. Tại vì thường thường mình gọi là khai á, khai ngũ môn, rồi ngũ song thức, rồi tiếp thu, rồi quan sát, rồi đoán định, rồi động lực. Như vậy rõ ràng á, là mình có khai mở thì nó phải tiếp nhận. Và khi mình có cái giống như bây giờ nói rằng mình muốn kết nạp một người nào, biết người đó tốt, mình kết nạp họ vào trong cái gia đình của mình hoặc là vào cái đoàn thể của mình, thì quả thật là mình có cái sự tìm xét như vậy thì chắc chắn mình sẽ ít có bị những cái sự rủi ro. Còn khi mình không muốn gặp ai, mình kết đó gặp ai kết đó thì mình không hiểu gì họ và họ cũng không hiểu gì mình thì rất là nguy hiểm. Thì cũng vậy, mắt á, tiếp nhận cảnh sắc á, thì mình có phòng hộ đó. Thì những cái cảnh nào mà như thấy Đức Phật gọi là né tránh, rồi phải phòng hộ, rồi kham nhẫn, rồi phải tu tập, thì những cái như vậy đó, thì mình thấy rõ ràng á, Đức Phật này nói rằng khi có mắt đó, thì mình phải phòng hộ như thế nào. Phòng hộ với những cái sắc mà được Đức Phật dạy trong pháp một chi đó, ta không thấy sắc nào của người kinh phục lòng người nam bằng sắc người nữ, thân khí vị xúc. Thì như vậy nên Đức Phật ngày dạy đó là mình phải biết được, cũng giống như bây giờ một cái người hay bệnh vậy đó, thì họ phải biết cái gì để giúp cho mình khỏe. Cũng như chúng ta thấy những vị đạo sĩ sống trong rừng hay lớn tuổi đó, thì buổi sớm họ không có đi sớm. Vì đi sớm như vậy có thể bị trúng xương, họ sẽ, khi mà họ có bệnh, có yếu như vậy thì họ phải kiên cử như vậy thì họ mới khỏe được. Thì cũng như vậy, khi mình nói đến cái sự phòng hộ đó, vì cái tâm của mình khai mở và mắt nhìn cái cảnh sắc, rồi tiếp thu, rồi quan sát, rồi mình, nếu mình không có khéo đó, thì những cái phiền não tham nó chảy vào trong mắt mình, đối với cái tình tướng, cái tướng đẹp. Rồi cái sân nó chạy vào đối với cái bất tịnh tướng, là cái tướng không vừa lòng với mặt mình thì nổi sân lên. Và nếu mà mình không hiểu biết cái tội hay cái phước, cái sự tu tập hay là cái sự tốt đẹp đó, là từ cái sự tiếp nhận của mình, thì gọi là si mê đó. Nên thường thường nó tư dị gì thương, gì ghét, gì si mê, gì sợ. Có nghĩa là người mà họ tiếp nhận cảnh bằng si mê đó, thì cũng giống như người bị tư dị gì si mê thôi. Thì luôn luôn lúc nào mà như vậy đó thì cái sự sự của họ đó luôn luôn là lỗi lầm.
Chính vì vậy Đức Phật nói rằng khi một người mà tiếp nhận cảnh mà có cái phòng hộ, cũng như mình nói rằng mình đi mua hàng thì mình coi cái mã vạch của cái món hàng đó, và nó còn cái thời gian, hoặc là cái món hàng đó được sản xuất theo cái dây chuyền khép kín, ví dụ như vậy, thì mình mua cái món hàng đó mình về mình ăn thì mình sẽ ít bị nặng, vì món hàng đã được kiểm nghiệm. Còn mình mua đồ trôi nổi đó, không có biết được, thì trong đó đồ thật thì ít và đồ giả thì nhiều, thì mình sẽ rất là nguy hiểm. Thì cũng như vậy, nếu mà mắt mình tiếp nhận cảnh sắc, hay là tai tiếp nhận cảnh thinh, mũi tiếp nhận cảnh khí, miệng tiếp nhận cảnh vị, thân tiếp nhận cảnh xúc, tâm tiếp nhận cảnh pháp, nhưng mà nếu mình có phòng hộ đó, thì giống như mình lựa một món hàng để mình mua về mình ăn, hay là mình lựa đồ mình đem về mình mặc, hoặc là lựa cái hột giống để mình trồng, hay là lựa bạn để mình chơi, thì cũng như vậy, một cái người mà có phòng hộ đó thì họ sẽ giữ gìn được ba nghiệp, có nghĩa là cái nghiệp tham từ mắt nó không có sanh khởi, hay là cái thân nghiệp nó được trong sạch, khẩu nghiệp nó trong sạch và ý nghiệp nó trong sạch. Vì khi thân thì mình thấy những cái gì mình nên thân cận, gì nên tránh xa, cái gì thì nên tu tập, cái gì nên né tránh. Thì nếu mình hiểu được như vậy đó, thì mình sẽ giữ gìn cho cái thân của mình được tốt đẹp. Có nghĩa là mình biết rằng những cái người mà họ hư hỏng về phương diện này, phương diện kia, mình biết đừng thân cận với họ. Vì mình thân cận thì người ta sẽ đánh giá mình, và mình thân cận thì mình dễ theo cái phương hiến, cái khuynh hướng như vậy, và mình sẽ ảnh hưởng đến bản thân của mình. Ví dụ mình thấy một cái người mà muốn sống mà không có bị mang tai mang tiếng, mình đi hôm đêm mà cứ đi như vậy đó, thì người ta sẽ nghi ngờ mình. Còn cái người á, thì họ sống họ biết đó, lúc nào mà cần kiếp ảnh hưởng bệnh hoạn hay này kia nọ họ mới đi ra, còn ban ngày thì giờ nào họ nên đi và giờ nào họ không nên đi. Như vậy thì họ sống pháp luật sẽ không nghi kỵ họ. Nhưng mà nếu người nào ban đêm là cái không nên đi và mình đi nhiều đó, thì những người họ đi tuần họ biết được mình, họ nghi kỵ mình. Thành ra chúng ta thấy rằng á, một cái người sống mà mình nói mình làm chuyện chuyên môn là làm ảnh hưởng mình thì mình không thể nào bình an được. Và mình luôn luôn mình làm những cái chuyện gì đó mà mình gìn giữ cho mình đó, thì mình sẽ không có bị hệ lụy. Thành ra chúng ta thấy rằng ở đời người ta sống cũng hệ lụy đó, vì những cái điều mà Đức Phật ngài hay nói đó, có nghĩa là một cái người mà đi đến bãi vong á, ví dụ như nghiện ngập rượu chè, đi đêm quan phí tài sản và qua lại với vợ người đó, là những cái pháp bại vong. Và những người nào mà có tư cách như vậy đó, thì người đó luôn luôn lúc nào cũng là cái phương pháp bại vong mà gần gũi với người đó. Thì cũng như vậy, những cái tư cách sống tốt á, sống có giới hạnh, thân cận bạn lành, biết trao dồi, biết gìn giữ những cái tốt đẹp đó, thì mình sống với những pháp tốt như vậy đó, thì mình sẽ bảo vệ được mình, không có mang tai tiếng, được người ta tin tưởng mình. Bởi bình thường chúng ta sống, chúng ta thấy một người sống ở đâu đó, lâu ngày cái lòng tin đối với lối xóm, nếu mình sống theo pháp đó, thì người ta càng ngày người ta càng tin tưởng mình. Còn nếu mình sống phi pháp đó, thì người ta sẽ mất lòng tin với mình, nghi ngờ mình, và luôn luôn lúc nào mình cũng có nhiều nhiều chuyện đến với mình đó. Thì theo con nghĩ rằng nhá, một cái người mà họ muốn cho mình khỏe, hay là muốn cho mình tốt, muốn cho mình có tiến bộ đó, thì họ phải có cái pháp hữu vi đó, nó có những cái điều kiện để cho tiến bộ, làm cho mình tốt, làm cho mình khỏe, những cái điều kiện đó. Bởi vì con người sống được là do nghiệp tâm thời tiết vật thực. Những cái điều kiện đó nó phải thuận theo pháp thì mình tiến bộ, mà nếu nó nghịch theo pháp đó, thì nó sẽ làm bào mòn mình, và thời gian đó thì mình sẽ bị tiêu vong. Thì con xin trả lời như vậy. Bây giờ thì con xin gửi cái mic lại cho thượng tọa, nếu cái gì cần nói thêm thì thượng tọa. Sa thú cái chân thượng tọa pháp đằng bất thi tọa thời siêu
không biết bây giờ thượng tọa có thể trở lại trả lời cho hai cô thảo luận rồi thỉnh thưa đi nghỉ không? Phần còn lại thì sư đệ và chư tăng sẽ lo. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa từ sư, thượng tọa, dạ vâng. Bạch thượng tọa từ sư, đối với phần đông chúng ta khi nghe bản kinh này thì chúng ta nghe một cách rất là bình thường và rất là dễ chấp nhận, và thậm chí chúng ta nghe rất là hoan hỷ. Nhưng mà có nhiều người nghe bài kinh này thì họ có thể đưa ra cái lý luận như vậy. Thật ra nói về cái chuyện mà bị tai nạn, bị tai bay họa gửi, bị những cái bất trắc mà xảy ra, thì ở trên thực tế cho thấy rằng người ác hay là người sát sanh trộm cướp thì cũng bị, mà cái người hiền thiện thì cũng bị, chứ cũng không thể nói là người hiền thiện an toàn được. Bởi vì chúng ta thấy rằng như Mỹ thì mỗi ngày có rất nhiều người bị chết vì súng đạn, mà không phải người chết vì súng đạn nào cũng là người có ba nghiệp xấu hết. Dạ, có những người như là những em bé vô tội nó cũng bị chết vậy. Thì chúng ta trả lời như thế nào khi mà mình nói rằng gìn giữ ba nghiệp, được hiền thiện, được vô hại, tức là sống, tức là mình được bảo vệ. Thì xin kính thỉnh thượng tọa Hoan Hỷ giải về điểm này. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ở đây chúng ta hãy nghe cái câu chuyện mà Đức Phật Ngài đã thuyết, đã nói ở trong Kinh Pháp Cú. Một thiện nam đi vào chùa Chitavana, anh ta rất là tinh tấn thọ Bát Quan Trai, và ngày Bát Quan Trai đó, anh ta diễn bát quan và anh ta đi vào chùa suốt đêm, rồi nghe các vị tỳ kheo thuyết pháp luận đạo và hành thiền cho đến ngày kia, cũng trong cái ngày trai giới. Một đêm anh ta hành thiện pháp như vậy đó, sáng hôm sau lúc mà mới có tờ mờ sáng, anh ta ra trước cửa cái hồ ở chùa Kỳ Viên, cái hồ sen trước cái chùa Kỳ Viên, anh ta rửa mặt. Bây giờ có một tên trộm đi vào trong thành, trộm được và bị dân chúng rượt đuổi. Hắn chạy qua theo cái con đường đó, khi mà đi ngang qua cái hồ đó, anh ta ném cái tên trộm ném cái gói tăng vật xuống và tẩu thoát. Khi mà dân chúng đuổi theo tới nơi đó, đi ngang qua đó thấy cái gói tăng vật, nhặt lên và kiểm tra thì mới biết đây là cái đồ bị trộm, và sẵn có một người đàn ông đang rửa mặt ở đó, thì họ nghĩ là tên trộm, cho nên họ đã bắt lấy và họ đánh đập tàn nhẫn cho đến chết. Thì các vị tỳ kheo sáng hôm sau, khi mà trời sáng hẳn, các vị đi khất thực ở trong chùa, mới bước ra thì gặp cái xác của chàng thiện nam đó, thì các vị tỳ kheo vô cùng thương tiếc,
và mới trở vào bạch với Đức Phật. Anh thầy Nam anh tinh tấn như vậy, làm thị pháp như vậy mà anh ta bị đánh chết như vậy, thiệt là quan quan ức. Thì Đức Phật ngài mới thuyết rằng, ngài nói cái chết đó nó không có tương xứng với cái sở hành hiện tại của anh ta, nhưng mà nó rất tương xứng với cái sở hành ở trong quá khứ anh ta đã tạo nghiệp. Đức Phật ngài mới kể lại tiền thân của anh ta đó, của thị nam đó, là một viên quan trẻ Đức vua cho trấn giữ ở tại một cái biên ải. Và hàng ngày dân chúng đi qua đi lại chỗ cửa ải đó, thì cái vị văn, cái vị quan này có cái nhiệm vụ vụ là đưa họ đi qua ải được an toàn, khỏi bị cướp. Cho đến ngày kia có hai vợ chồng trẻ đi ngang và xin được hộ tống qua ải, thì đi qua ngày thấy cô vợ của anh chàng lữ khách này đó trẻ đẹp, thì đi qua đó sanh lòng tà tâm, nghĩ đến cái chuyện phải cướp đoạt cho được. Thì đêm đó anh thì ông quan ở mới nói rằng là bây giờ trời đã tối rồi, thôi các ngươi ở lại trong cái doanh trại của ta, rồi sáng hôm sau ta sẽ đưa qua sớm, bây giờ trời tối. Thì mọi người miễn cưỡng ở lại. Thì đêm đó ông quan cũng cho người tâm phúc lẻn vào chỗ để hành lý của họ đó, giấu một cái viên ngọc ở trong cái nải. Có hai vợ chồng đó, sáng hôm sau thì ông vua ổng tri hô lên là có kẻ trộm đêm đã lấy cái viên ngọc của ông ta, và bây giờ phải lục xét tất cả mọi người trước khi cho ra ngoài dân trại để đi qua ải. Thì khi mà lục xét đến cái gói hành lý của hai vợ chồng trẻ đó, thì thấy có cái viên ngọc. Thì vị quan này mới gán cho cái tội là tên trộm và đem ra xử trảm. Mà chồng chết rồi, viên quan đó mới cướp lấy cái người vợ trẻ của nạn nhân. Cái ác nghiệp đó mà đời sau này, khi sau khi sanh xuống địa ngục, từ địa ngục sanh trở lại là người, kiếp nào sanh ra như vậy? Vì chết cho người ta du quan, chết cho người ta du quan. Thì có vậy thứ gì, nhìn trong hiện tại thì chúng ta thấy rõ ràng là chết thì có những tai nạn xảy ra, cái người ác cũng bị tai nạn mà chết, mà trong đó có một số người thiện cũng bị tai nạn mà chết. Như vậy thì sao đây? Trong cái bài kinh này thì rõ ràng Đức Phật nói rằng là cái người sống hiền thiện, phòng hộ về thân, về khẩu, về ý, là cái người tự bảo vệ mình. Và bây giờ sống hiện thiện mà bảo vệ không được thì chúng ta nghĩ sao? Thưa quý vị, trước nhất là bây giờ chúng ta sống hiện thiện, thu thúc về thân, về khẩu, về ý,
để chúng ta bảo vệ chính mình là không phải bị rơi vào ác thú đọa xứ địa ngục sau khi mình chung ở kiếp sống này cái đã. Bảo vệ cái đó đó. Còn ngay trong hiện tại, chúng ta nói là chúng ta làm phước, làm thiện để chúng ta bảo vệ cho mình khỏi bị tai ương. Cái này không bảo đảm vì việc cái nghiệp, cái hậu quả nghiệp ở trong quá khứ chúng ta đâu có biết được. Trong quá khứ chúng ta đã tạo cái nghiệp ác nào chúng ta đâu biết được. Chúng ta có sự dễ vui ở trong quá khứ tạo cái ác nghiệp đó, bây giờ đến lúc nó trổ quả thì chúng ta dầu trốn ở đâu cũng không khỏi. Trong pháp của kinh Đức Phật cũng có dạy, dầu cho trốn trên hư không hay là dưới biển sâu trong rừng thẳm, không có nơi nào thoát quả sầu đã gieo. Khi mà mình tạo cái ác nghiệp trong quá khứ thì ngay trong hiện tại dù mình trốn ở đâu cũng không có thoát khỏi cái ác nghiệp thôi. Nhưng mà cái sự hiền thiện của người ấy ngay trong hiện tại là bảo vệ người đó là không có bị rơi vào ác thú đọa xứ địa ngục thôi. Chúng ta phải hiểu, phải khẳng định cái chỗ đó. Chớ ở đây Đức Phật Ngài không có bảo đảm cho chúng ta là sẽ bảo vệ được trong hiện tại là thoát khỏi tai tai ương. Đức Phật Ngài không có nói điều đó. Quý vị đọc kỹ bài kinh đó, vua Vasenadi suy nghĩ như vậy và Đức Phật Ngài cũng đã xác định như vậy, là Ngài không có nói rằng là bảo vệ mình thoát khỏi tai ương ngay trong cái sống hiện tại này. Bởi vì cái trường hợp bảy vị tỳ kheo cùng nhóm với nhau trên đường đi gặp lúc trời mưa, các vị đã trốn ở trong một cái trú mưa ở trong một cái hang, trong cái hang động. Và khi mà đất ở bên ngoài nó mềm, chân nó sạt lở một cái tảng đá lăn xuống và nó chèn cái cửa hang động lại. Các vị tỳ kheo bị nhốt ở trong đó hết 7 ngày. Rồi đến cái ngày thứ 7 đó, cái tảng đá đó nó lại mềm chân và nó lăn đi chỗ khác. Các vị tỳ kheo thoát chết trở về đánh lễ Đức Phật và thuật lại cho Đức Phật nghe cái chuyện mình bị tai nạn gì. Đức Phật mới kể trong quá khứ là những đứa trẻ bụng đồng đi chăn bò ở ngoài đồng, gặp con kỳ đà, chúng rượt đuổi con kỳ đà chung vào trong cái một hang. Bọn trẻ mới dùng đất để dùng để sẵn để trám cái lỗ hang đó, là cái cửa hang lại, định bụng là sẽ chịu sẽ về để lấy cuốc xẻm ra mà đào bắt con kỳ đà. Nhưng qua bữa sau cái tụi trẻ nó quên hẳn đi, bởi bọn trẻ nhỏ mà quên hẳn. Cái nó dẫn bò đi ăn ở chỗ khác, nó thay đổi vị trí để cho bò có cỏ non mà ăn. Thì ngày qua ngày cho đến ngày thứ 7, khi mà cho bò ăn lại chỗ cũ thì chúng nó nhìn thấy cái dấu vết cái cửa hang bị lấp đất. Chúng nó chợt nhớ lại thì sau khi bươi đất nó ra thì con kỳ đà nó lững thững, nó bò ra, nó đối lã và nó kiệt sức, nó đi muốn hết nổi rồi. Thì bọn trẻ thấy thương hại mới không giết nó mà tha cho nó đi. Thưa quý vị,
chính do cái ác nghiệp này mà mấy vị tỳ kheo phải bị như thế. Rồi còn nhiều cái câu chuyện khác mà trong bài kể pháp cú của Đức Phật này dạy, dầu cho trên trời hay giữa biển hay trong hang hang sâu rừng thẳm cũng không thoát khỏi cái quả của ác nghiệp đã gieo đó. Thì Đức Phật này kể có nhiều trường hợp. Thì ở đây trong trường hợp này là chúng ta phải hiểu cái điều căn bản là chúng ta thu thúc, là chúng ta tự bảo vệ chính mình, là không không phải là thoát khỏi tai tử thần, không phải bảo vệ chính mình là thoát khỏi những cái tai ương ngay trong hiện tại do cái quả ác nghiệp ở quá khứ, mà là bảo vệ chính mình thoát khỏi những cảnh bất hạnh, cảnh giới bất hạnh sau khi mệnh chung. Chúng ta nhớ điều đó. Thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị trong cái câu hỏi thường tòa giáo đẳng vừa nêu. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính trình thưa tòa thượng sư. Bạch thưa tòa thượng sư, chúng ta đọc ở trong kinh, những người sống đời sống hiện thiện hay là những người giữ giới đó, họ có được cái tâm tự tại, đặc biệt là tự tại đi vào đám đông, hay là tâm thanh thản khi đối diện với cái chết, lúc mà chung không có bị bấn loạn. Thì cái tâm không bị bấn loạn trước cái chết, hay là cái tâm tự tại khi đi vào đám đông đó, nó mình biết nó không phải là một thứ tâm quả ở trong thắng pháp, và nó không phải tâm quả, thì cái sự tự tại đó, cái sự bình tĩnh đó, nó có được xem là cái quả của đời sống hiện tiền không? Về điểm này xin Thượng Tọa Hoằng Hỷ phân tích qua cái nhìn của thắng pháp và của kinh tạng. Xin kính thính Thượng Tọa. Tiếp bạch chư tăng kính thưa quý vị, về vấn đề này thì chúng ta cũng nên biết rằng cái tâm động lực nói theo thắng pháp, tâm cho quanh á, tâm động lực thiện hay bất thiện nó sanh khởi. Nó đưa hai, nó cho ra hai cái hiểu ứng. Mà nói theo duyên hệ đó, vì thời dịch duyên là nó khá nít các cầm mát bách chay giác và bác cơ tôn bí đế xây giác bách chay giác, tức là thường cận y duyên. Cái chuyện mà một người bố thí giữ giới tạo cho họ một cái sự can đảm dạng dĩ khi đi đến cái hội chúng, hay là trong cái giờ phút lâm chung mà tâm được bình tĩnh an nhiên không bị bấn loạn, cái này nó không phải là quả dị thuật của cái việc bố thí trì giới, mà đó là cái hiệu ứng thường cận y duyên do cái hành động thiện đó. Đem lại cho nên ở đây người Phật tử chúng ta cần phải hiểu trong cuộc sống của chúng ta nó có nhiều cái trường hợp xảy ra mà chúng ta nhầm tưởng. Thí dụ do vì chúng ta sống hiền thiện
có bố thí xả tài hay có dự giới. Để tự nhiên vài ngày sau đó, hay là trong đời sống chúng ta gặp nhiều cái sự may mắn, thấy có tiền của phát sinh lên, cái chúng ta vội cho rằng đó là hiện báo nghiệp. Cái này nó cũng chưa phải hoàn toàn đúng thôi. Bởi vì cái hành động thiện của chúng ta đó, nó chỉ là ta dù gác xa mặt tí, tức là cái sở hành thuận lợi, là mảnh đất để cho cái hạt giống nghiệp thiện ở trong quá khứ nó có cơ hội mà nó trổ quả rồi. Nhiều khi bây giờ trong quá khứ mình tạo thiện nghiệp, nhưng mà ngay trong hiện tại mình sống bằng cái tâm ác ấy, thì như vậy nó làm cho cái thiện nghiệp trong quá khứ không có cơ hội để mà nó sanh quả. Thế là bây giờ mình một người làm thiện đó, thì lại tạo cái cơ hội là một mảnh đất phì nhiêu cho cái thiện nghiệp quá khứ trổ quả. Thì trong trường hợp này, cái quả mà người đó phát sanh lên do làm việc thiện trong hiện tại đó, thì cái này chúng ta gọi là nó ảnh hưởng bằng cách thường cận y duyên, chứ chưa phải là do vị thời nghiệp duyên. Cái đó nó còn một cái chi tiết nữa thưa quý vị. Cho nên người mà học thắng pháp, hiểu thắng pháp, không dám xác định. Tại sao vậy? Về vấn đề nghiệp quả là một điều bất khả tư nghi. Chỉ có Đức Phật và Chánh Đẳng Giác thì cái gọi là thiên nhãn thông đó, thiên nhãn thông, ngài mới có thể thấy rõ cái sự sanh tử chúng sinh khác do cái nghiệp gì, và hiện tại họ vui khổ là do cái nghiệp gì, nghiệp hiện tại hay nghiệp quá khứ, cái đó tùy. Cũng như trong trường hợp này, chúng ta cũng phải suy nghĩ là khi mà mình nghe nói đến Anisamsa, ở đây chúng tôi không có xài cái dùng cái quả nha, cái quả báo. Cái chữ Anisamsa các ngài dùng tiếng quả báo thì chúng ta bị lầm. Thí dụ bố thí có 5 quả báo, thì giới có 5 quả báo, nghe pháp có 5 quả báo, Đức Linh có 5 quả báo. Nhưng mà thật sự ra cái chữ mà Đức Phật này dùng là chữ Anisamsa. Anisamsa có nghĩa là cái lợi ích. Lợi ích chứ không phải là quý bà cát. Cho nên khi mà một người bố thí thì giới có đức tin, họ đi đến giữa cái hội chúng, tâm của họ dạng dĩ, thì cái này không phải là quả báo của bố thí thì giới, mà là cái lợi ích của cái tác dụng. Hay là chúng ta gọi là cái hiệu ứng của cái hành động lành, nó đưa đến, nó tạo cho chúng ta một cái trạng thái đó. Cái cơ thể của chúng ta, thí dụ như cái cơ thể chúng ta, cái thân nhiệt, khi mà chúng ta có cái thân nhiệt, cái đó là cái chuyện mà do cái cơ địa nó sanh ra cái thân nhiệt. Nhưng bây giờ khi mà chúng ta dùng hai bàn tay chúng ta xoa lại, chúng ta chà mạnh lên, thì nó tạo ra cái sức nóng. Cái nóng đó không phải là thân nhiệt. Cái nóng mà do chúng ta cọ sát không phải là thân nhiệt. Cũng vậy, ở đây chúng ta phải hiểu có những cái điều lợi ích tốt đẹp nó mang đến do khi chúng ta hành thiện, thì cái này là do cái hiệu ứng của sở hành thôi, chứ không chưa phải là do cái quả gì thuộc, không phải là quả gì thuộc của cái sở hành. Chúng ta cần phải phân biệt hai điểm đó. Cho nên cái việc mà người tự tại thanh thản do sống hiền thiện đó,
Cái này không phải là quả của sở hành hiền thiện, mà là do cái hiệu ứng của cái sở hành hiền thiện bằng cách thường cận y duyên, nói theo duyên hệ Patthanapatthaya. Chứ ta nhớ này, Nam Mô Bụt Thầy. Sao thưa kính trình thưa tòa thiền sư, bạch thưa tòa thiền sư muốn hỏi thiền tọa một câu nữa, đó là ở đây Đức Phật ngài khi ngài nêu lên câu trả lời của ngài thì ngài lặp lại, ngài xác nhận cái lời của vua Ba Tư Nặc, ở trong đó nói rằng mình bảo vệ mà bằng lực lượng phòng vệ như là tượng binh, kỵ binh, bộ binh v.v. thì là sự bảo vệ bên ngoài. Và nếu chỉ bảo vệ bên ngoài thì không đủ, cũng phải bảo vệ bên trong. Thì Thiền Tọa Quán Hỷ giải thích ý nghĩa của ở đây tại sao có người thắc mắc là thường thường mình thấy sự bảo vệ bên ngoài nó quan trọng hơn bên trong. Tại sao ở đây Đức Phật ngài lại đồng thuận đồng tình với vua Tư Nặc là sự bảo vệ bên trong mới thật sự là quan trọng hơn bên ngoài? Kính thỉnh Thiền Tọa Quán Hỷ trả lời giải thích về điểm này. Xin Thiền Tọa Quán Hỷ viết cho cái câu hỏi lên trên màn hình đi. Không biết là Thiền Tọa Giác Đẳng có nghe được không ạ? Dạ, nghe sư huynh. Tại vì cái internet của chùa nó đang bị disconnect, tại sư đệ đang viết bằng phone. Dạ, đang viết sư huynh chơi. Lặp lại cho ngắn gọn lại. Dạ, ở trong bài kinh đó, khi mà nói về sự bảo vệ đó thì Đức Phật tức là ngài lặp lại lời vua Thế Nặng. Thì cả vua Ba Tư Nặc và Đức Phật đều nói rằng cái sự bảo vệ bằng tượng binh bằng kỵ binh, bằng bộ binh đó là sự bảo vệ bên ngoài, còn cái sự gìn giữ cho ba nghiệp hiền thiện là sự bảo vệ bên trong. Thì cái bảo vệ bên trong nó tốt hơn bảo vệ bên ngoài. Thì sư huynh có giải thích là tại sao trên phương diện phòng vệ thì cái sự bảo vệ bên trong nó là tốt hơn sự bảo vệ bên ngoài? Chính thỉnh sư huynh. Nam Mô Bụt Thầy. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị Phật tử, cái điều này nó cũng giống như là cái trường hợp khi mà chúng ta nói rằng mình bệnh đó, mình nổi một nhọt ở ngoài da, mình tìm thuốc để mình thoa sức, cái đó là bảo vệ, đó là mình chỉ trị ở bên ngoài thôi, mà mình chưa có trị ở bên trong. Như là cái cơ thể mà nổi ra ung nhọt đó, là do nóng gan hay là do máu độc vân vân, thì lúc bây giờ là phải uống thuốc để mà giải độc gan hay là lọc máu vân vân. Ý nghĩa đó quý vị, bài kinh này nói về sự bảo vệ bên trong tốt hơn bảo vệ bên ngoài đó. Bên ngoài ở đây là ám chỉ cho trường hợp thế này. Trước hết là cái sự bảo vệ bên ngoài là do người khác bảo vệ, thí dụ như một vị vua Vasenadi chẳng hạn,
mà được bảo vệ bởi tượng binh, mã binh, xa binh, bộ binh. Là cái đó gọi là bảo, gọi là được bảo vệ bên bên ngoài, bởi vì chính bản thân vua, vua không có tự bảo vệ được, mà phải nhờ cái sức mạnh của bốn loại binh chủng bảo vệ, gọi là bảo vệ bên ngoài. Còn người, người mà tự bảo vệ đó thì gọi là bảo vệ bên trong. Người tự bảo vệ và tự gọi là bảo vệ bên trong. Nhưng mà cái gọi là tự bảo vệ đó nó cũng có hai nghĩa nè. Thí dụ một người không nhờ người khác, không nhờ vệ sĩ, mà tự bản thân của người đó có võ, cho nên đi một mình cũng không có sợ. Là bởi vì nếu mà có ai tấn công thì người này có đủ, có đủ sức để chống trả và tự bảo vệ mình. Thì cái đó cũng có nghĩa là bảo vệ bên trong. Nhưng mà bảo vệ bên trong, cái kiểu mà một người tự có sức mạnh, có võ nghệ, thì cái đó là bảo vệ, tự bảo vệ trong hiện tại. Còn cái mà gọi là tự bảo vệ bên trong mà theo ý nghĩa pháp đó, đó là bảo vệ ở đời sau rồi. Bảo vệ đời sau là không có phải bị rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Bảo vệ cho mình trong dòng sanh tử luân hồi không có bị hậu quả đắng cay do ác nghiệp nó đem lại. Như câu mà Đức Phật này dạy rằng, xét sanh ra từ đôi sắc, nó trở lại ăn mòn thanh sắc của vị. Người thiểu trí trở đi trở lại, chính họ là kẻ thù của họ, vì họ đã tạo các ác nghiệp cho nên đời sau họ bị đau khổ. Ngược lại, nếu một người biết tự bảo vệ mình để khỏi phải bị tai ương hay là bị những cái quả đắng cay ở đời sau đó, ngay trong hiện tại này người này sống phòng hộ thân khẩu ý, không có làm thân ác khẩu ác ý ác, thì cái đó gọi là tự bảo vệ. Cho nên cái tiếng mà gọi tự bảo vệ đó chúng ta phải hiểu hai nghĩa: bảo vệ trong hiện tại và tự bảo vệ trong tương lai. Mà trong ý nghĩa về cái này, tự bảo vệ trong tương lai thì nó hay hơn. Mà tự bảo vệ trong hiện tại thì cũng hay cái tinh thần tự lập, chứ khỏi có nhờ vả ai hết. Còn cái mà cái sự bảo vệ bên ngoài thì cái đó thôi, giống như những chàng công tử bột bất tài, đi đâu cũng quan cha hay là vua cha cho lính nó theo, lính hậu cũng theo bảo vệ. Nhưng mà khi mà bị tấn công, có đôi khi lính hậu nó bị ngã hết, thì cái vị công tử hay hoàng tử đó do bất tài cho nên cũng phải bị đánh đập, cũng phải bị chết. Cái đó là không có tự bảo vệ được, phải biết tự bảo vệ. Nhưng mà tự bảo vệ bằng sức lực thì nó không có tốt bằng tự bảo vệ bằng thiện pháp. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kính trưng Thưa Tòa Thề Sư, kính thỉnh Sư Huynh đi nghỉ. Và bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi xin được tiếp lời với Chư Tăng với vài vị phút còn lại. Thưa quý vị, có lẽ là bài kinh này, nếu một người bình thường mà nói ra thì chúng ta sẽ thấy rằng không có cái ý nghĩa lớn như là trường hợp của vua Patina. Và trước đó nữa, đó là trường hợp của Đức Phật Bậc Đạo Sư của chúng ta.
Về câu chuyện này thì quý vị đã nghe Thượng tọa Tề Siêu nói rồi, là vua Ba Tư Nặc là một vị vua. Dĩ nhiên là có ngự vệ quân, rồi có quân đội, có các binh chủng để bảo vệ. Nhưng mà nhà vua cũng tự thấy rằng cái sự bảo vệ bên ngoài nó chưa đủ làm cho mình an tâm, mà chỉ có cái thiện pháp đó mới thực sự làm cho mình được an tâm. Đức Phật khi mà Ngài rời khỏi thành Ca Tỳ La Vệ, sống trong rừng sâu đó, thì Ngài cũng có trải qua một cái kinh nghiệm với chính thân, tự thân của Ngài. Và trong cái kinh nghiệm đó đó, là sống ở nơi rừng sâu núi thẳm, Ngài tìm sự an tâm bằng cách tự xét lại chính mình, là với ba nghiệp hiện thiện nơi đời sống của mình quả thật là không có gì đáng để lo sợ. Thì thưa quý vị, bài kinh này liên hệ đến nhiều cái phạm vi về nhân quả, phạm vi về tâm lý, phạm vi về cái chiến thuật, chiến lược. Và đây là điểm mà mỗi chúng ta cần chiêm nghiệm trong cuộc sống hàng ngày để chúng ta hiểu được rõ cái ý nghĩa bài kinh này. Nếu mà chúng ta đọc một số các cái hồi ký hay là ghi chép của những người độc tài, nhà độc tài, thì như như Mao Trạch Đông hay là Saddam Hussein đó, thì thưa quý vị, chúng ta biết rằng những người này đó, họ có một cái tâm lý thường lo sợ thường xuyên. Mỗi buổi tối như vậy họ ngủ là họ ngủ ở một căn phòng khác nhau, và không đêm nào họ ngủ cùng một căn phòng với đêm trước, và luôn luôn di chuyển, và chỉ có một số ít, rất ít người thân cận là biết đêm đó cái vị này ngủ ở tại đâu. Mặc dù ở trong tay có rất nhiều quân đội, ở trong tay có rất nhiều binh hùng tướng mạnh, nhưng mà luôn luôn nơm nớp lo sợ về cái sự an nguy của mạng sống mình. Đó là một bài học. Bài học cho chúng ta thấy rằng nếu mà chỉ trông cậy vào cái sự bình an ở bên ngoài, sự bảo vệ bên ngoài, thì chưa chắc là mình tìm được cái sự thanh thản ở trong lòng. Nó lại có điều này nữa, thưa quý vị. Tất cả những cái thế lực mà hùng mạnh, những đế quốc to lớn đó, nó sụp đổ không phải là từ ở bên ngoài, mà từ ở bên trong. Trong Phật giáo thì có Phật giáo chữ Hán thôi, trong Hán Tạng có câu gọi là sư trừ tử trùng, thực sư tử nhục, tức là cái con độc trùng ở trong con sư tử nó ăn thịt của sư tử. Thì cái gọi là sụp đổ đó, nó đến từ ở bên trong chứ hơn là bên ngoài. Năm 1992, thưa quý vị, thế giới chứng kiến một cái sự sụp đổ của một cái lực lượng lớn, tức Liên bang Xô Viết, kéo theo là cái chủ nghĩa cộng sản ở tại Đông Âu đó. Người ta trước kia người ta nghĩ rằng chủ nghĩa cộng sản ở Liên Xô hay ở Đông Âu sụp đổ đó, là sẽ là do cái vũ khí nguyên tử, do xe tăng, do tàu ngầm của NATO, của phương Tây, v.v. không có. Những cái vũ khí ở bên ngoài nó không làm sụp đổ Liên bang Xô Viết. Mà cái làm sụp đổ Liên bang Xô Viết đó, đó là cái sự hủ hóa, sự thối nát của một chế độ tham nhũng ở trong một cái hệ thống chính trị mà đặc quyền, đặc lợi được bao che đó, thì nó sản sinh ra những con quái vật. Và tất cả các nước cộng sản nào có về hết, khi mà một cái đảng chính trị mà được bảo vệ quá kỹ, tức là cái người ở trên đó được bảo vệ đầy đủ đó, thì nó tạo ra những nhân vật như là Kim Trung Ung hay là Mao Trạch Đông, Stalin, tức là tự tung tự tác muốn làm. Thành ra cái mầm mống sụp đổ nó đến từ ngay ở trong nội bộ, cái sự tham nhũng. Và cái sự tham nhũng đó, quý vị thấy rằng một quốc gia mà có báo chí, có truyền thông, có luật pháp, mà tham nhũng nó cũng còn đầy dẫy, thì nói gì quốc gia cộng sản. Và đế quốc Mông Cổ ngày xưa cũng vậy. Cái thời mà đế quốc Mông Cổ cực thịnh đó, thì đế quốc Mông Cổ thịnh trị là do là đã tạo nên một cái đế chế mà kéo dài từ Trung Hoa sang Âu Châu. Nhưng rồi đế quốc sụp đổ không phải là vì có một cái lực lượng ngoại lai bên ngoài đánh vào, mà chính cái sự khủng hoảng nội bộ
sự tranh chấp quyền lực nội bộ. Thành ra nếu chúng ta có đọc lại quyển bài học lịch sử của sử gia Louis Durand thì thấy rõ ràng trong lịch sử từ Đông sang Tây của Chí Kim, cái sự sụp đổ của những thế lực lớn không phải nó đến từ bên ngoài đâu, nó đều đến từ bên trong hết. Dù đó là đế quốc La Mã, dù đó là một cái chế độ của giáo hoàng đã cai trị Âu Châu cả thời Trung Cổ, dù đó là đế chế của Mông Cổ, dù đó là một cái chủ nghĩa cộng sản được xây dựng gần trên 1/3 trái đất này, nó sụp đổ đến từ yếu tố nội tại hết. Thì sự an nguy của chúng ta cũng vậy. Một người mà đời sống mà thân ác, khẩu ác, ý ác, người đó mất căn bản về tâm lý an toàn, mất căn bản về một đời sống lành mạnh, mất căn bản về cái sự gọi là sống đường hoàng, sống tốt đẹp để tồn tại. Tại cái bản chất của bất thiện là như vậy. Cái bản chất của bất thiện là bản chất nó làm hữu hóa, nó làm hư, nó làm mục, nó làm hỏng đi. Mình đứng đường cái cây mà nó bị thúi từ bên trong ra ngoài thì làm sao sống được. Người ta nói cái cây mà nó thiếu nước, mình lấy nước mình tưới được, tưới nước vào được còn cứu được, chứ cây mà nó mục ở bên trong là chịu vô phương. Thì bản thân đời sống của chúng ta cũng vậy. Tại sao chúng ta học Phật Pháp? Tại sao chúng ta phải nên thường đem cái chất thiện vào trong người? Tại thật ra đời sống của chúng ta thử nghĩ đi, nếu chúng ta không có Phật Pháp thì chúng ta ra sao? Ở Phật Pháp thì chúng ta sẽ chạy theo cái gì mà mình muốn, mình giận ai, mình tìm cách trả thù, trả đũa, rồi đời sống mình luôn luôn đầy dẫy tham lam, sân hận, si mê, đời sống như vậy. Và chính những cái phiền não, chính những ác nghiệp đó, nó phá hủy hạnh phúc của chúng ta, nó phá hủy cái cuộc sống ổn định của chúng ta, mà nó phá hủy chính mình. Bởi vì cái nhìn của bậc trí là thấy được người nằm ở bên trong, còn cái nhìn của chúng sinh là thấy ở bên ngoài. Cũng như là bây giờ thưa quý vị, chúng ta nói một cách nôm na dễ hiểu là một cái người luôn luôn đi tìm thức ăn mắc tiền, thức ăn bổ dưỡng, thứ này thứ kia, mà bản thân người đó không tập thể dục, bản thân người đó ăn uống không có gìn giữ, bản thân người đó sống không có lành mạnh, thì thưa quý vị, cho dù là ở bên ngoài có mua đồ bổ, mua thuốc bổ, tẩm bổ bao nhiêu đi nữa, nhưng mà cái cuộc sống nó không lành mạnh thì nó vẫn dẫn đến cái chỗ mà tàn lụng của sức khỏe. Nên cái bài kinh này đó cho chúng ta đặt lại vấn đề của đời sống là cái trọng điểm nằm ở đâu? Trọng điểm nằm ở đâu? Cái trọng điểm nằm ở nội tại. Và nếu nội tại bất an, nội tại bất ổn, nội tại bất bình thường, thì chúng ta đừng nghĩ rằng với cái bất an, bất ổn, bất bình thường nội tại đó mà chúng ta có cuộc sống bên ngoài tốt, không có đâu. Phải nhìn ngược lại thì chúng ta mới thấy được. Và vì vậy đó, một người sống an lạc, người đó có thể sống giữa rừng sâu, sống một mình mà trong lòng vẫn sung mãn, thì người đó vẫn an lạc. Còn một người mà đời sống đầy dẫy phiền não, đầy dẫy ác nghiệp đó, dù là họ sống trong cung vàng địa ngọc, được bao nhiêu vệ sĩ bảo vệ, thì thật ra trong lòng của người đó nó cũng ung thối, nó cũng hư hỏng, và người đó không được an lạc. Tại vì chúng ta mới nghe những nhân vật mà có quyền uy, quyền hành cao tột, dường như là họ oai lắm, họ hạnh phúc lắm, nhưng mà nếu khi sau này mình đọc kỹ là những hồi ký hay là những cuốn sách viết về đời họ khổ sở, thưa quý vị, ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng nơm nớp sợ sự phản bội, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ người này giết, người kia giết, và đời sống của họ luôn luôn là một chuỗi dài của trấn áp, của trả đũa, của thanh trừng. Họ không hạnh phúc như chúng ta nghĩ đâu. Khi mà chúng ta đọc kinh, chúng ta đọc Phật Pháp đó, mà mình chiêm nghiệm cho kỹ đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật và các bậc trí, các bậc thánh đó, đặt vấn đề ở chỗ nào. Cái chuyện mà nói ở bên ngoài thì ai nói cũng được, nhìn ở bên ngoài đại lợi nhìn cũng được, bởi nhưng mà xét kỹ thì đó là một chuyện khác. Cũng như ông bà chúng ta nói câu là ở trong chăn mới biết chăn có rận. Có nhiều khi mình thấy người ta giàu mình nghĩ là hạnh phúc, không hẳn là hạnh phúc. Thấy người ta có quyền nghĩ là hạnh phúc, họ không hẳn là hạnh phúc.
Chúng tôi không biết là quý Phật tử có bao giờ nghĩ điều này không, là chúng tôi sống bên Mỹ đó. Người ta nói là vị nào vào trong tòa Bạch Ốc làm tổng thống Mỹ đó, khi mới vào có thể còn trẻ tóc đen, chứ vài năm sau tóc bạc hết. Và có rất nhiều người nghĩ rằng cái gọi là cái địa vị làm tổng thống Mỹ là địa vị là quyền lực nhất trên thế giới, có nhiều người mơ ước. Nhưng thật sự nó khổ lắm, thì khổ lắm kìa. Khổ lắm. Nó có nhiều chuyện mình phải giải quyết một chuyện. Vì tổng thống Mỹ có thể là có hàng trăm chuyện, mà có những chuyện gọi là vô kế khả thi, có những chuyện khó khăn lắm. Thành ra đừng nhìn ở bên ngoài mà mình nghĩ rằng người sống hạnh phúc. Và do vậy cái đời sống an lạc hạnh phúc thực sự đó, nó đến từ ở trong tâm của chúng ta. Chúng ta có những giây phút an lạc khi sống một mình không? Chúng ta có được một nụ cười nhẹ nhàng thanh thản không? Chúng ta có được một buổi sáng thức dậy mà tâm của chúng ta an nhiên, tâm của chúng ta thanh thản, ít có phiền não không? Cái đó là cái quan trọng. Và khi mà mình đọc lại những dòng kinh xưa, những gì mà Đức Phật dạy, những gì mà các vị hiền triết để lại đó, thì chúng ta sẽ nghiệm qua trong đó là những vị đó cho chúng ta rất nhiều cái ý quan trọng cho cuộc sống này. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp của Đa Đam Ma. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta cũng sẽ có một bài học trong cái môn tương bộ, và vị giảng sư là Thượng Đăng. Kính đại lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thay, chúng con thành tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã đúc kết bài học hôm nay và cho chúng con là nhắn nhủ thật bổ ích trên bước đường tu tập của chúng con. Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ốp đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Bang, go.